ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam có văn bản yêu cầu các sở ban ngành và huyện thị xã thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa các trường hợp chuyên gia nước ngoài và thân nhân xin phép nhập cảnh và làm việc tại địa bàn quảng nam Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các công ty doanh nghiệp lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin phép nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài, thân nhân và làm việc tại tỉnh và nghiêm túc thực hiện các quy định về thời gian cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với công an thường xuyên kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép lao động đối với các lao động người nước ngoài để ngăn chặn xử lý việc lập hồ sơ giả, nhập cảnh trái phép không đúng đối tượng.